Từ những cái bộ giáp với full dòng Feather Falling 1 cho tới những vật phẩm không hề tồn tại trong trò chơi, sau đây sẽ là những item bất hợp pháp nhất Minecraft phần 2. Bạn có biết là chúng ta đã từng có thể enchant được tất cả các item trong trò chơi không? Hãy nhìn vào khối đất này đi, chẳng phải trông nó enchant lên trông cực kỳ xịn xò sao? Tại phiên bản Minecraft Java 12W49A, người chơi khi sử dụng sách phù phép cùng với bất cứ món item nào cũng sẽ có khả năng nâng cấp được bộ chúng trở thành phù phép. Đúng là cái tên không hề hợp pháp một chút nào. Bạn có biết là những cây diều đã từng có thể enchant dòng chopping không? Yeah, các bạn không nghe nhầm đâu. Tại phiên bản Minecraft 1.14 Combat Test 3, chopping lần đầu tiên được giới thiệu tới người chơi với khả năng là khảm độc quyền dành cho cây diều. Mặc dù được dịch là chặt gỗ, nó là không có khả năng tăng tốc độ đào lên một chút nào cả. Dòng phù phép này sẽ cho cây diều có khả năng tăng thời gian đổi chiêu lên trên cái khiên sau khi bị tác động vật lý. Ngoài ra thì là cộng từ 2 cho tới 4 điểm sát thương tùy theo mỗi level trong 3 cấp độ khảm. Điều đáng buồn là cho tới phiên bản Minecraft Snapshot 1.20.5, nó đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi Minecraft. Bạn có biết là cánh cổng Airframe đã từng nhìn như thế này không? Với thiết kế nhìn khá là giống so với những cái hộp kính, thực tế thì người chơi là không thể nào đào nó ra được. Tuy nhiên thì khi thử tại phiên bản đang hiển thị ở trên màn hình, quả TNT sau khi được người chơi kích hoạt sẽ tạo ra vụ nổ phá hủy cánh cổng và ép nó rớt ra dưới dạng item có thể nhặt được. Để rồi cho tới khi chúng ta chuyển game sang phiên bản mới hơn thì Airframe đã có thể được sở hữu một cách hoàn toàn hợp pháp ở trong Minecraft. Trong lịch sử phát triển của trò chơi này, đã từng có một khoảng thời gian mà dev của Mojang đã thực sự để lại cho người chơi một khả năng cực kỳ phi thường. Bằng cách bấm vào nút B, chúng ta sẽ có thể tự do chuyển đổi giữa hai chế độ chơi là sinh tồn và sáng tạo, và nó hoàn toàn legit mà không cần phải sử dụng thời gian lận. Các bạn cũng sẽ có thể thâm nhập vào trong ba lô của chế độ sáng tạo, sau đó đi copy những quả trứng cực kỳ giá trị rồi nhét vào trong cái dương. Bọn chúng sau khi được nâng cấp sang phiên bản mới sẽ thực sự tồn tại trong Minecraft sinh tồn luôn. Chúng ta không thể nào để cho tên của item bị trống khi đang sử dụng với cái đeo trong Minecraft. Tuy nhiên thì trong phiên bản 12W41 trong lần đầu tiên mà Anvil được giới thiệu tới với người chơi, chúng ta lại thực sự có thể biến được những item đó trở nên trống rỗng tên khi đang sử dụng với cái Anvil. Bạn đã có thể đã từng nghe qua về bộ giáp mạnh nhất trong toàn bộ lịch sử của Minecraft. Nó được sở hữu toàn bộ tất cả các dòng protection có mặt ở trong trò chơi, điều mà đã bị loại bỏ để cân bằng trò chơi lại. Thế nhưng trong một lỗi gần đây được tìm thấy tại phiên bản 24W11A, khi mà người chơi đã sử dụng cái đá mài có công dụng loại bỏ enchantment ra, chúng ta sẽ chỉ cần cho hai món item có sẵn hai dòng protection vào, món ở bên trên sẽ tuyệt nhiên sở hữu cả hai dòng đó luôn. Điều thú vị là cách làm này không hề tốn kinh nghiệm để ép như cách mà chúng ta sử dụng với cái đe. Thật không thể tin được là một thằng YouTuber nào đó lại dành ra tới tận 8 tiếng đồng hồ chỉ để làm cái công việc này tại phiên bản 1.14. Các bạn hãy nhớ xem qua video này để tìm hiểu thêm nhé. Ok, chúng ta đã nói khá nhiều về enchanting rồi, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Quả bí ngô này là sở hữu hai thể loại enchant cũng đã bị loại bỏ từ phiên bản Minecraft 1.20. Trong các phiên bản từ 1.13 cho tới 1.14, người dùng lại hoàn toàn có thể ép cọc được những dòng phù phép nguyền rủa lên trên món item này. Mặc dù đã bị loại bỏ từ 1.15, nhưng thay vào đó, người chơi bây giờ lại có thể ép cọc được cái đèn bí ngô ạ. Không rõ là Mojang thêm cái tính năng này vào trong trò chơi để làm gì cả, nhưng mà cho tới Minecraft 1.20 thì cả hai đều đã chính thức bị loại bỏ. Và nếu như các bạn nghĩ như thế là đang khó hiểu, vậy thì các bạn có biết đây là block gì không? Nó tồn tại duy nhất trong phiên bản Minecraft Bedrock, và theo rất nhiều những đóng góp mà mình chắt lọc được ở dưới phần comment thì là về cơ bản, đây chính là những khối và item đã bị xóa hoặc là chưa cập nhật texture. Mình đã thử sử dụng câu lệnh để xóa những một item này, và ở trên bản thông báo nó hiện lên dòng là tilelabtable.name. Theo như tìm hiểu thì mình biết được rằng là nó là cái bản thí nghiệm item chỉ xuất hiện duy nhất tại phiên bản Minecraft Education. Nhưng vì phiên bản đó là lấy Minecraft Bedrock để làm nền, những cái một item từ Education sang Bedrock thông thường sẽ chưa có được texture cũng như là thông tin. Chính vì thế mà khi rớt vào cho ba lô thì nó sẽ gây ra hiện tượng crash game. Thêm vào ở đây là trong quá trình thực hiện thủ thuật, mình còn kiếm được thêm một vài item ở trong Minecraft Education nữa, nhưng chủ yếu là chỉ là những cái chất hóa học, phải nói là cực kỳ thú vị anh em ạ. Cơ mà cũng đa tiện với cái máy đúp khối có trọng lực. Trong suốt khoảng thời gian thử nghiệm với cái máy này, mình cũng đã vô tình nhận được thêm một số những item không hề tồn tại khác trong Minecraft. Hãy cứ bỏ qua những cái khối như là Bedrock hay là Command Block đi nhá. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có khối nước cùng với khối lava ở trong Minecraft. Mình chỉ có thể đặt nó ra thôi chứ không thể nào chặn nó lại được. Tiếp theo sẽ là Allow Block. Thực tế thì nó đi cùng với Deny Block nữa, nhưng mình sẽ gộp nó ở đây luôn. So, Allow Block hay khối cho phép là block khi đặt xuống sẽ cấp quyền cho người chơi ở trong chế độ Adventure có khả năng đạt được khối duy nhất ở trên cái block này, bởi vì chế độ phiêu lưu đâu có cho người chơi đặt được block ra đâu. Đối với khối Deny thì là block khi mà đặt xuống thì người chơi sẽ không thể nào tác động vật lý lên trên các block ở trên cái block này.
Yeah, chỉ đơn giản vậy thôi. Tiếp theo trong danh sách thì mình sẽ có ngọn lửa linh hồn cùng với ngọn lửa thường. Nó sẽ không phải là quả cầu lửa hay là hộp quẹt đâu, nhưng là có khả năng sử dụng không khác gì luôn á. Bên này thì mình sẽ có khối Nether Reactor Core, cũng là một trong số những loại item từ rất lâu trở về trước đã bị loại bỏ từ phiên bản Minecraft Pocket Edition. Mình cũng không thể ngờ là chúng ta có thể sở hữu được nó trong Minecraft thông thường luôn á. Theo như mô tả thì đây sẽ là cách để chúng ta có thể kích hoạt được nó. Tuy nhiên thì khi thử kích chuột phải vào thì không có bất cứ cái nút nào kích hoạt được cả. Nếu như chúng ta đặt nó ra thì sẽ nhận lại được đó là 6 phôi sắt cùng với 3 viên kim cương. Cũng đã có khá là nhiều những cái video trên YouTube giới thiệu về cái Nether Reactor Core này rồi. Nhưng mà ở đây mình sẽ còn có thêm hai block cực kỳ thú vị khác. Chúng ta có cây trồng Charis chỉ có thể lấy được qua chế độ sáng tạo bởi vì Silk Touch trong chế độ sinh tồn không thể nào khiến cho nó rớt ra. Xong còn có ở đây là cái barrel đang trong tình trạng mở sẵn. Bạn hoàn toàn có thể phân biệt được sự khác biệt của hai cái barrel này đúng không? Cuối cùng, nhưng cũng chưa phải là tất cả, những trò bóng đèn này cũng đã được mình thu thập ở trong Minecraft luôn các bạn ạ. Chúng ta sẽ có thể sử dụng món item này để thắp sáng khu vực nào đó nếu như chỗ đó bị tối. Nó sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình xây dựng những cái map Minecraft. So, được rồi, đến nay thì thực sự là ngoài cái thủ thuật đúp item bất hợp pháp này ra thì mình chưa tìm được cách nào khác để có thể sở hữu được những món không hề tồn tại trong trò chơi như thế này. Nếu như các bạn có bất cứ thông tin gì thêm, hãy nhớ comment xuống phía dưới, mình sẽ tổng hợp và đưa nó lên trên video sau. Đồng thời là hãy nhớ like, subscribe luôn nha. Ok, trong video trước, chúng ta đã cùng nhau nói về chiếc nỏ và enchantment Moon Shot Level 12 xuất hiện duy nhất tại phiên bản Minecraft 3D. Nhưng liệu bạn có biết là cũng tại phiên bản này, mọi người còn có thể tìm thấy được hai loại thuốc bất hợp pháp khác trong trò chơi không? Bình thứ nhất sẽ có tên là Potion of Luck, trong khi cái bình thứ hai được gọi là Uncraftable Potion. Cái bình thứ hai này thì nó chỉ là cái texture xuất hiện ở trên cái bảng thành tựu thôi. Còn cái bình thứ nhất thì được giới thiệu là để tăng cái tỷ lệ may mắn khi mà chúng ta câu cá hoặc là đang đi lút những cái dương thôi. Chúng ta đã từng nói với nhau về những món item có thể stack lại với nhau. Item vượt qua giới hạn 64 cho mỗi stack. Nhưng liệu bạn đã từng bao giờ nhìn thấy vật phẩm về âm số lượng chưa? Vì một vài lý do nào đó mà trong phiên bản Minecraft 1.8, người chơi sẽ để item vào bên trong cái dương, chúng ta sẽ tiếp tục đặt thêm quả TNT ở bên cạnh, sau đó thì kích hoạt bằng cái nút. Các bạn sẽ cần phải nhanh tay mở cái dương ra, sau đó thì spam số 1 ở chỗ của cái item. Vụ nổ xảy ra sẽ khiến cho cái dương bị phá vỡ, và nếu như may mắn, các bạn sẽ có thể sở hữu được một item về âm số lượng đỏ lòm như thế này đây. Điều thú vị về cái món item bị lỗi này là khi mà ta cho chúng vào trong cái dropper, sau đó thì kích hoạt về cái level, nó vẫn sẽ rớt dưới dạng đồ có thể dùng được, trong khi cái số lượng ở bên trong thì đã bị trừ như thế này đây. Tức là theo lý thuyết, nếu như chúng ta tích cực spam cái level thì con số đó sẽ có thể âm lên tới hàng chục nghìn, thậm chí là hàng chục triệu luôn. Chúng ta đã vừa nói tới việc tất cả các item trong trò chơi đều có thể enchant và đã bị patch. Tuy nhiên thì trong lần đầu tiên mà những giờ phù phép nguyền rủa được ra mắt vào năm 2016, tất cả các item trong trò chơi một lần nữa là có thể được enchant thật ạ. Giờ thì các bạn đã biết lý do vì sao Mojang phải tung ra các bản snapshot để có thể vá lỗi thường xuyên hơn rồi nhá. Đây là bộ giáp với full dòng Feather Falling 1 ở tất cả các trang bị, điều mà chắc chắn không thể xảy ra trong Minecraft thông thường. Để thực hiện được điều này, các bạn sẽ cần phải quay trở lại với phiên bản Minecraft cực kỳ cũ với cái tên Minecraft Beta 1.9 Pre-Release 3. Người chơi sau khi dành ra thời gian để đi pha kinh nghiệm, sau đó thì cho những cái item vào trong cái bản enchant để có thể bắt đầu quá trình khảm. Các món đồ sau khi được phù phép bây giờ đều đã có dòng enchant thật rồi. Để khiến cho bọn chúng có lỗi hơn nữa, chúng ta sẽ cần phải nâng cấp game lên trên phiên bản Minecraft Beta 1.9 Pre-Release 4. Những cái dòng phù phép enchanted vừa rồi bây giờ đã trở thành là Feather Falling 1. Nhìn ảo thực sự ạ. Đây là khối sặc sỡ nhất trong Minecraft. Tên của nó là Debug Block, được thêm vào lần đầu từ phiên bản 15W31A và vẫn đang được sử dụng cho tới tận bây giờ. Công dụng của khối debug này có vẻ là để cho các nhà phát triển game sử dụng trong công việc thiết kế block mới. Người chơi lại hoàn toàn có thể làm cho cái block này hiển thị bằng cách sử dụng piston và đẩy khối bong bóng nước. Và như các bạn có thể thấy, nó chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian rất nhỏ thôi. Các bạn hãy nhớ thử sau đó để comment xuống phía dưới nha. Và đó là phần thứ hai trong series những item bất hợp pháp nhất Minecraft. Hãy nhớ là smash the like button và smash the subscribe button nha mọi người. Còn bây giờ thì cá chê phải đi đây nha. Bye!